Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Quái vật cường hóa rồi. Làm sao bây giờ rút lui? Mẹ nó. Là tên này đã ra tay đúng không? Chắc chính là nó rồi. Nhận ma hóa sở hữu kháng độc tố, khiến cho hiệu ứng trúng độc bị giảm đi. Cũng dễ hiểu thôi, bản thân nhiễm độc là bí kíp được chiết xuất từ nhận ma hóa. Sử dụng nó lên chính bản thân của mình thì hiệu quả chắc chắn là không rõ ràng. Chỉ có phần sát thương vật lý là hoàn toàn vượt trội hơn thôi. Thí sĩ mạnh thật đấy. Không hổ là đội trưởng. Ây, vừa rồi là do tôi giết hay sao? Rõ ràng là còn đang định đặt một bút để chạy trốn. Quái vật ở trong vực sâu cũng có trí tuệ nhất định. Nếu phát hiện không thể nào chiến thắng mục tiêu thì sẽ không chủ động tấn công. Chuyển sang ưu tiên chạy trốn hay sao? Quả nhiên, bọn quái vật dường như là đã rút lui. Lúc này mới là căn phòng đầu tiên mà đã đáng sợ như vậy. Quả thân không dám tưởng tượng đằng sau sẽ còn thứ gì xuất hiện nữa. Xin lỗi, bí kíp nhiễm độc cũng đã lấy được khá nhiều rồi, giữ lại một tấm để đề phòng vậy. 27 tấm còn lại đổi hết thành điểm PP. Giữ lại một tấm để đề phòng. 27 tấm còn lại đổi hết thành điểm BP. Nhắc nhở, nhận được 54 điểm BP. Nếu quái đã rút lui thì chúng ta tiến lên tiếp đi. Được. Nhiệm vụ của chúng ta là phải cẩn thận khi dò đường. Đừng chạm vào cái bẫy nào nữa. Không phải tự nói chính bản thân mình đấy hả? Khám phá khu vực ẩn điên loạn. Bởi chịu ảnh hưởng của trăng máu nên phó bản cũng xuất hiện một nhánh mới hay sao? Có nên thử đi sâu vào bên trong không nhỉ? Triệu hồi mộng ma. Người đi cùng bọn họ một đoạn đi, ta sẽ đi theo sau. Anh đã chạy đi đâu vậy? Đừng phá đội hình, không thì chết ở đâu cũng không biết đâu. Cái gì? Phòng thủ vật lý gần như là miễn dịch luôn sao? Mắt quan sát. Nhà nhận chúa. Level 20, tinh anh hiếm. Không ngờ lại xuất hiện một tinh anh hiếm cấp 20 đấy. Nếu có thể giết nó thì cũng có thể thu được đồ tái chế cấp tinh anh hiếm có nhỉ. Đại bạo viêm.
miễn dịch với lửa sao? Ưu thế thuộc tính hoàn toàn không có tác dụng với nó rồi. Nếu đã như thế, vậy đánh trực tiếp luôn.